Vâng, hello. Em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất của vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Thì sau 3 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì vẫn chưa kết thúc vụ án. Và thông tin mới ngày hôm nay là cái nguyên nhân và lý do tại sao cái vụ án của bà Hằng lại là một vụ đại án lớn. Và cái nguyên nhân đây là muốn xử lý dứt điểm những cái hệ lụy của cái vụ án này để lại. Không phải là bà Hằng nhận tội là xong đâu, đúng quý vị, bởi vì ngay từ đầu tiên vào trong trại giam ấy thì bà Hằng là quanh co chối tội, nhưng mà sau một thời gian ấy thì lại là khai hết và nhận tội, không còn cái thói là huênh hoang giống như trước đây ở ngoài xã hội nữa. Khi bị bắt rồi là đã nhận tội, thông tin là như vậy ha, là đã nhận tội và khai hết. Nguyên nhân ở đây là không phải vì nước vì dân gì hết á, mà chỉ vì cái lý do là về cái tư thù cá nhân, cái mục đích cá nhân mà lên trên mạng để chửi bới xúc phạm đến đời tư của nhiều người. Và cái hệ lụy của vụ án của Nguyễn Phương Hằng này là gì? Là gây mất đoàn kết trong nhân dân, chia rẽ những cái tầng lớp ở đây là sao? Đấu tố lẫn nhau. Và cái hệ lụy mà nghiêm trọng nhất ở đây là mất niềm tin đối với cơ quan chức năng, đối với công an, bộ công an. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta đã biết là liên quan đến vụ án của bà Hằng là liên quan đến cái vụ mà từ thiện của nghệ sĩ. Thứ nhất là mất cái niềm tin vào cái vấn đề từ thiện và làm cho hàng triệu người dân của miền Trung là không có người dân đến cứu giúp, không có những cái vụ kêu gọi từ thiện để giúp đỡ. Nhưng mà trong khi đó bộ công an đã thông tin là không có ăn chặn từ thiện, các nghệ sĩ ca sĩ còn bỏ cái tiền đi làm từ thiện nhiều hơn là cái tiền mà quyên góp được. Nhưng mà thông qua cái vụ việc của bà Hằng thì làm cho người dân, làm cho một cái bộ phận ở đây là anti-fan, những người mà ủng hộ bà Hằng ấy, là không có niềm tin vào bộ công an nữa, và nói rằng là bộ công an là bao che, dung túng cho họ. Nhưng mà thực ra ở đây là bộ công an ở đây là đã điều tra rồi, là các ca sĩ nghệ sĩ là không ăn chặn từ thiện và không có dấu hiệu ở đây là lợi dụng những cái thông tin là về cái mùa bão lũ để kêu gọi từ thiện để ăn chặn. Tất cả đã được minh bạch, nhưng mà nhiều cái thành phần vẫn ủng hộ bà Hằng và cổ suý cho bà Hằng vẫn không tin. Thì cái nguyên nhân đây là mất cái niềm tin vào cơ quan nhà nước. Đây là cái hệ lụy rất là lớn, nên là phải xử lý triệt để cái vụ án của bà Hằng, kể cả những người mà đăng thông tin, lan truyền những cái thông tin của vụ án này. Những thông tin ở đây là gì? Là những cái video xúc phạm đến đời tư. Vụ án này không phải là chỉ có một mình bà Hằng đâu quý vị, có 3 đồng phạm rồi, nhưng mà trả hồ sơ lần 3 này để làm rõ cái vai trò của một người khác là tiến sĩ luật Đại Anh Quân, tham gia 11 buổi live stream và có cái dấu hiệu đây là vu khống, xúc phạm, nhục mạ cái đời tư của ca sĩ, nghệ sĩ và những cái người khác, cá nhân khác mà được bà Hằng gọi tên đó. Thì trong bộ thông tin mới nhất của ngày hôm nay là một trang báo lớn đã viết rằng là cái nguyên nhân vì sao vụ án này lại kéo dài, bởi vì đây là một vụ đại án lớn và gây ra rất nhiều hệ lụy lớn trong xã hội, nên là phải xử lý triệt để. Nên là chúng ta phải nói rằng là chúng ta ở trong nhà nước Việt Nam thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Còn giống như bà Hằng mà coi thường pháp luật thì chắc chắn phải bị xử lý. Trước đây thì cũng đã từng nói rồi là với cái thái độ là thách thức cơ quan chức năng, thách thức pháp luật, không có làm theo pháp luật mà cái thái độ này là thách thức thì chắc chắn phải đi xử lý thôi quý vị, đúng không? Rồi còn đòi thuê luật sư nước ngoài, quốc tịch Canada, rồi làm cho cái thế lực ở đây là thế lực chống phá nhà nước sẽ hùa theo đó để gọi là để làm gì, để nói xấu về cơ quan chức năng, nên là chắc chắn sẽ phải đi xử lý quý vị ạ. Em cũng rất mong cái vụ này sẽ phải xử lý thật triệt để, kể cả những cái người mà liên quan trong vụ việc này, những cái người mà chia sẻ lan truyền thông tin cũng sẽ phải bị xử lý đó. Em sẽ đọc chi tiết cái thông tin của cái nội dung là vì sao mà lại kéo dài đến như vậy và một vụ đại án lớn cần phải được làm rõ. Cơ quan tố tụng muốn giải quyết dứt điểm toàn diện vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, nêu tiến trình điều tra để kéo dài. Vụ án vẫn đang được làm rõ vai trò một số người liên quan, trong đó có tiến sĩ luật Đại Anh Quân. Và trong mấy ngày hôm nay thì cái tên của tiến sĩ Quân này liên tục được nhắc đến. Mấy ngày hôm trước thì thông tin ở đây là không có dấu hiệu đồng phạm, thì cái bên lượng fan của bà Hằng, những ủng hộ tiến sĩ Quân ấy, thấy rất là vui. Nhưng mà khi đọc cái bài báo này xong thì cảm thấy rằng là không xong rồi, đúng không? Báo chí rồi tất cả những cái thông tin ở đây đều tập trung về tiến sĩ này, thì có thoát được hay không? Bởi vì đã tham gia ở đây là hàng 11 buổi livestream
mà một buổi livestream ấy là hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ, đúng không? Và cái ngôn từ mà thí sinh này là một người có học thức, người ta nói là những cái người mà họ không có học là nói là bình thường, nhưng mà để cái người mà có học thức mà vì tiền mà làm những cái việc phạm pháp này thì phải xử lý thật nghiêm, nếu có tội là phải xử lý, đúng không quý vị? Ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, tính đến nay đã hơn 10 tháng kể từ khi bị khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi. Đó. Bà Hằng liên tục bị gia hạn tạm giam nhằm đảm bảo quy định tố tụng, dù bản thân bà Hằng cũng như gia đình có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn, thậm chí con trai bà Hằng còn đề nghị đặt tiền 10 tỷ đồng. Con trai đặt tiền 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ khi tại ngoại. Mà bà Hằng trước đây từng tuyên bố rằng là dùng tiền che thân. Nếu như cơ quan chức năng đồng ý cái số tiền 10 tỷ đồng này khác gì là vả ngay vào mặt của bà Hằng là bà Hằng là đúng, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người là không bao giờ cơ quan chấp nhận được. Không thể nào mà vì tiền, có tiền là muốn lòe thiên hạ, muốn lấy tiền để che thân là không có đâu. Lấy tiền 10 tỷ đồng để đảm bảo là thay biện pháp tạm giam nhưng mà đều không được giải quyết. Được biết đây là lần thứ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ các tình tiết, nhưng có người có liên quan hai lần trước trả hồ sơ vào tháng 9 và tháng 11 năm 2022. Theo hồ sơ, xuyên suốt trong quá trình bị khởi tố bắt tạm giam từ tháng 3 năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Đó, trước lúc mới vào thì không chịu đâu, ngoan cố lắm. Nhưng bây giờ thì nghe răm rắp, đúng không? Sợ rồi, bây giờ vào tù lại biết sợ rồi. Bây giờ thì đều thừa nhận hành vi của mình là do tư thù cá nhân, chứ chả vì nước vì dân ở đây cả. Nhưng mà vẫn gắn được cái mác là từ thiện rất là nhiều. Đó, rồi là làm tất cả mọi thứ, nói chung rất là nhiều những cái mác mà nhiều người bây giờ vẫn tin và cổ suý cho bà Hằng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ đầu tháng 9. Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ và có kết luận thêm về hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng xảy ra tại Bình Dương, mà Công an tỉnh này đã chuyển hồ sơ lên Thành phố Hồ Chí Minh. Lần 2 vào tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm của những người liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có trợ lý. Trợ lý này thì mình đã không nói rồi, mình nhắc rất là nhiều rồi. Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Hằng cùng 3 người khác về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và trong kết luận điều tra lần 2 này, cơ quan điều tra có đề cập đến hai khách mời cho các buổi livestream của bà Hằng là ông Quân và ông Kim, nhưng xác định là chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Nhưng mà cái lần gia hạn lần 3 này thì hai người này khó thoát lắm, khó thoát lắm quý vị. Đó, trả hồ sơ lần thứ 3 mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đại Anh Quân, mà cho rằng có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác. Hồ sơ vụ án xác định đến nay đã xác định rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, chức năng của mạng xã hội trên internet, cung cấp nội dung thông tin không có kiểm chứng và không đúng sự thật. Đó, không liên quan, ở đây là liên những cái nội dung đây là không có kiểm chứng mà liên quan đến đời tư, nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người. Ba bị can là nhân viên trợ lý cũng đã thừa nhận vai trò giúp sức theo chỉ đạo của bà Hằng. Vậy là một cái người chủ mưu mang cái yếu tố là có đồng phạm thì chắc chắn đây là một cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, quý vị ạ. Cơ quan tố tụng mong muốn giải quyết dứt điểm, cũng nghĩa là giải quyết dứt điểm kể cả những cái người liên quan trong cái vụ việc này đều phải xử lý nghiêm. Được biết trong vụ án này, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 phối hợp cùng Phòng An ninh mạng VA05 và các cơ quan liên quan đang điều tra xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội ăn theo để cung cấp những nội dung chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Những cái hội mà ăn theo là ai? Là những kênh YouTube mà ủng hộ cổ suý cho bà Hằng, hàng trăm kênh, đúng không? Cứ bà Hằng nói ai là bắt đầu lên trên mạng để chửi người đó, để xuyên tạc, để vu khống, để xúc phạm, kể cả ca sĩ, nghệ sĩ cũng không tha, đúng không? Nhưng mà không thoát đâu quý vị, chắc chắn là không thoát, bởi vì là cái hồ sơ còn đó, bằng chứng còn đó, làm sao mà thoát được? Diễn biến xuyên suốt trong vụ án Nguyễn Phương Hằng cho thấy là cơ quan tố tụng mong muốn giải quyết dứt điểm toàn diện. Do đó trong lần 3 lần trả hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra làm rõ về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người có vai trò cố vấn pháp lý và có sức ảnh hưởng nhất định trong các buổi livestream của bà Hằng. Vậy thì ông Quân này cũng khó thoát cái vai trò đồng phạm với cái tư cách là cố vấn pháp lý, đúng không? Cố vấn đây là gì? Là
chuẩn bị những cái, có nghĩa là sẽ tư vấn những cái lời nói để không vi phạm. Một người học luật, tiến sĩ luật mà lại đi ủng hộ cho cái sai thì em không thể hiểu được quý vị ạ. Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Anh Quân tham gia trong 11 buổi livestream của bà Hằng trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Còn luật sư Kim là khách mời trong 2 buổi livestream từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. Ông Kim thì có 2 buổi thôi thì có thể là không có. Nhưng mà ông Quân này này là 11 buổi thì khó thoát ra quý vị. Nhằm làm rõ vai trò, hành vi liên quan đến những phát ngôn của hai cá nhân trên có mặt trong các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra chuyển thể thành văn bản để giám định. Nếu nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim được cho là chưa đủ cơ sở để khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân, nội dung thuộc bí mật đời tư, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư, nhưng có 23 trang tài liệu thể hiện phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà theo kết luận giám định thì có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, danh dự và nhân phẩm của người khác. Đó, có 23 trang tài liệu nha, thể hiện phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà theo kết luận giám định thì có nội dung thông tin xuyên tạc. Vậy thì ông này khó thoát lắm khi mà báo đã nhắc nhở nhẹ là có 23 trang chứ mấy quý vị. 23 trang mà có cái hành vi ở đây là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cá nhân. Hơn nửa năm mà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream làm dậy sóng mạng xã hội, đến nay hơn 10 tháng điều tra nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử được. Dư luận vẫn chờ một vụ án giải quyết toàn diện. Đây là một vụ đại án lớn, chắc chắn sẽ phải giải quyết dứt điểm để tránh các hệ lụy sau này. Đúng không? Bởi vì là ở đây đến thời điểm bây giờ bà Hằng bị bắt một năm rồi nhưng mà vẫn còn vô số người ủng hộ bà Hằng vẫn lên trên mạng để đăng tải những cái thông tin ở đây là ủng hộ bà Hằng. Để ủng hộ bà Hằng là gì? Ủng hộ bà Hằng có nghĩa là chống đối cơ quan chức năng rồi. Cơ quan chức năng là gì? Là điều tra về cái vụ từ thiện và kết luận là không có ăn chặn từ thiện, nhưng mà bà Hằng vẫn cho rằng cơ quan chức năng là bao che. Nên là những người ủng hộ bà Hằng thì có thể đó là ủng hộ bà Hằng thì chắc chắn nó phải nghi ngờ cơ quan chức năng rồi, nên là phải giải quyết dứt điểm để tạo cái niềm tin trong nhân dân. Và video này em xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Chào mọi người.